Chào các anh chị, tôi tên Tôn Tuấn An, đại diện cho nhân viên bán hàng dược Hậu Giang trên cả nước. Chúng tôi quyết tâm thực hiện tốt chính sách bán hàng chi tiết, đều đặn, không bỏ sót và bao đủ phủ dày bài đẹp. Chào các anh chị, tôi xin đại diện cho nhóm chăm sóc khách hàng và dịch vụ, xin cam kết thực hiện chăm sóc và phục vụ khách hàng bằng sự chuyên nghiệp và tận tâm. Chào các anh chị, tôi tên Ngô Minh Quân, đại diện nhóm giám sát bán hàng xin hứa cùng với các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc tuân thủ các quy định chính sách của công ty. Xin chào các anh chị, tôi tên Phạm Trung Đỉnh, đại diện cho TM, xin hứa quyết tâm triển khai thành công chiến lược 2G của công ty. Chào các anh chị, tôi tên Nguyễn Thanh Bình, đại diện của 12 ngành hàng, nhận nhiệm vụ năm 2015 là... Chào các anh chị, tôi tên Nguyễn Hữu Khôi, đại diện các giám đốc nhãn hàng và xuất khẩu, nhận nhiệm vụ phát triển thương hiệu, tăng thị phần, vươn ra thị trường thế giới. Chào các anh chị, tôi Đặng Hoàng Lĩnh, đại diện cho giám đốc chi nhánh, giám đốc công ty con trên cả nước, nhận nhiệm vụ thực hiện và hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu doanh số năm 2015.